Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Làm biên tập viên VTV bật khóc khi dẫn chương trình trực tiếp là ai? Không chỉ là một biên tập viên giàu cảm xúc Tuấn Dương, còn có nhiều tài nẻ khác biệt danh là rất điển trai. Và tối ngày 25 tháng 10, Đài Truyền hình Việt Nam có thực hiện một chương trình vô cùng ý nghĩa mang tên Mưa lũ lịch sử miền Trung, phát sóng trên VTV1. Chương trình nhằm kêu gọi quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung với nhiều hình ảnh, phóng sự đầy xúc động. Biên tập viên Tuấn Dương là người được giao trọng trách dẫn trực tiếp, dù bản lĩnh và nhiều kinh nghiệm, nhưng khi xem những thước phim về miền Trung ruột thịt bị bão lũ hành hạ, anh đã không kìm được xúc động, thậm chí bật khóc và dừng lại vài giây trên sóng trực tiếp. Đến đoạn nói về người đàn ông ở Huế mất vợ và con trên đường đi sinh khiến anh lặng người và nước mắt lại trực trào, cảm xúc của biên tập viên Tuấn Dương được khán giả cả nước đồng cảm, xúc động, chia sẻ cùng với anh. Gặp phải sự cố này trên sóng trực tiếp, biên tập viên Tuấn Dương không những không bị chỉ trích mà nhiều khán giả còn xúc động trước những cảm xúc chân thành, tấm lòng của anh dành cho người dân miền Trung ruột thịt. Thậm chí rất nhiều đoạn clip ngắn đã ghi lại cảnh Tuấn Dương khóc nghẹn được chia sẻ rộng rãi, bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Ngay sau đó, thông tin và danh tính về anh đã được cư dân mạng ráo riết tìm hiểu. Theo đó, biên tập viên Tuấn Dương sinh năm 1982, anh có thời gian khá dài làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam ở nhiều vị trí khác nhau. Anh hoạt động chính với vai trò biên tập viên MC cho những chương trình chính luận thời sự của VTC1. Sau đó, anh chuyển công tác và làm việc tại Phòng Xã hội Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, được khán giả yêu thích qua nhiều chương trình như Chào Buổi Sáng, Cuộc Sống Thường Ngày, v.v. Thấy khả năng bên trong anh, đài giao trọng trách anh dẫn chương trình thời sự 19 giờ. Tuy nhiên, sau đó vào năm 2017, anh tạm rút khỏi chương trình thời sự về làm cho nhiều chương trình khác như 90 phút phát sóng Việt Nam Hôm Nay. Ngoài vai trò dẫn dắt, anh còn đóng vai trò tổ chức sản xuất chương trình. Biên tập viên Tuấn Dương khá kín tiếng về đời tư, anh dành hết tâm huyết cho công việc. Được biết, anh lập gia đình năm 28 tuổi, vợ anh cũng làm trong lĩnh vực truyền hình. Vô cùng đĩnh đạc mỗi khi dẫn sóng truyền hình thực tế, nhưng ngoài đời biên tập viên Tuấn Dương lại khác hẳn. Khi đi ra ngoài đường, không làm việc, anh thường mặc áo gym, quần gym áo phông để tóc tai tự nhiên. Rất thoải mái, anh thích đi lai rai với bạn bè, thích giao du, trò chuyện, tính cách khá cởi mở và hài hước. Do đó, anh có nhiều bạn bè. Ngoài ra, anh còn có sở thích văn nghệ, từng đạt giải nhất giọng hát hay của Ban Thời sự và của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.